Kimberly thì bản thân Bích Tuyết là một mẹ bỉm sữa sinh đôi ở nhà, và cái tự khép mình lại với cái sự tự ti thì đã tự khép mình lại bằng những cái mối quan, tức là đóng cửa tần tật những cái mối quan hệ, phải gọi là chính xác là không muốn giao tiếp với mọi người bởi cái sự tự ti của mình, nhất là về vóc dáng sau sinh rất là khủng khiếp cả nhà. Một cái thân hình mà cân nặng thì là 71 kg, còn chiều cao chỉ có 1m49 thôi, và cái cú sốc khi mà mình có một cái cơ thể như vậy á thì đã khiến cho mình khép kín lại rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cái sự khép kín, bởi vì sao? Bởi vì là một người ở nhà không có thu nhập, không tạo ra nguồn thu nhập, mà trong khi đó thì bản thân mình chi tiêu rất là nhiều. Cộng thêm cả cái niềm hạnh phúc khi mà được là mẹ, khi mà được làm có cái thiên chức làm mẹ, thì đồng thời với cái nỗi lo, đồng thời với cái sự vui mừng đó, sự hạnh phúc đó, thì cái nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng như là chăm lo cho hai bé làm sao được tốt nhất thì đã khiến cho mình già nua, phải gọi là từ già nua cả nhà, già nua đi rất là nhiều. Mọi người thường trêu là Tết ơi, Tết trông còn già hơn cả mẹ chồng, thì lúc đấy những cái câu nói như là xé vào lòng mình vậy cả nhà. Và với cái sự mà mình tự ti như vậy ạ, mình đã không muốn là giao tiếp với mọi người rồi. Tuy nhiên sâu thẳm thì bản thân mình đã có một cái gì đó nó nghe nói khi mà nhìn hai bé của mình á. Mình nghĩ rằng là mình sinh bé ra được thì mình phải có trách nhiệm làm sao mà mình cho con được một cuộc sống mà không bằng, ý là một cái cuộc sống mà nhìn thấy rằng là con cái của mọi người á được chăm sóc tốt, thì con cái mình cũng sinh ra được thì mình cũng phải chăm sóc tốt. Đấy là cái niềm trăn trở của Tết, những cái quãng thời gian như vậy thì hàng đêm sau mỗi một lần mà bé ngủ, bé nhà mình thường hay ngủ rất là sớm, trộm vía thì bé ngủ sớm cứ tầm 9 giờ cho đến 12 giờ, mình cứ lang thang ở trên mạng đó, cứ vào Google, vào YouTube, vào những cái mạng xã hội để mình gõ là tìm kiếm việc làm online cả nhà, tìm kiếm việc làm online. Thì trong cái quá trình mà loay hoay đi tìm kiếm hơn một tháng thì mình cũng đã trải qua, cũng đã thử sức với rất là nhiều những cái gọi là phỏng vấn của những cái đoạn tốt, chia sẻ ngắn đó, lừa có, thật có, khó có, dễ có. Và bản thân mình trong quãng thời gian 3 năm đồng hành với kinh doanh online á, thì cũng trải qua rất là nhiều những cái công việc cũng như là hợp tác với rất là nhiều những cái tập đoàn, công ty khác nhau. Và phương châm của Tết đó là mình đã không có thời gian nhưng mình làm cái gì cũng phải làm nghiêm túc và đam mê. Thì mình bỏ ra rất là nhiều những cái công sức cũng như là cái nhiệt huyết vào trong những công việc đó. Nào là ôm hàng bỏ vốn để làm tổng đại lý nhị hoa, nào là làm nhà phân phối mối hồng, nào là làm công ty kinh doanh thương mại của một công ty mỹ phẩm ở bên Thụy Điển. Thì cũng những cái mà mình đã lựa chọn thì mình rất là yêu, rất là tin tưởng và đam mê. Nhưng những cái công cụ đó ấy, xét thấy trong vòng 3 năm mình quay ngược nhìn lại thì mình thấy rằng là tại sao đội nhóm của mình đang có mà lại rụng rời như vậy, tại sao đội ngũ sỉ chi nhánh của mình cũng rất nhiệt huyết và làm cũng rất là tận tâm, nhưng tại sao mọi người không có thu nhập và mọi người không phát triển bản thân, mọi người cũng rời bỏ mình mà đi. Tại sao mình lại phải bận rộn loay hoay, đã bỏ vốn ôm hàng rồi lại loay hoay đi đóng hàng, gói hàng, đi ship hàng ở những cái bưu điện cho sỉ chi nhánh đại lý của mình, cuối tháng cộng lại toàn là con số gần như là âm đó. 3 năm trời với cái sự loay hoay, với cái sự nhiệt huyết, với sự tận tâm của mình, thì mình nhận thấy rằng là những cái công cụ hiện tại lúc đó mình đang lựa chọn hoàn toàn nó chưa đem tới cho mình cái sự thành công như mình mong muốn đó. Và cái thời điểm đó là cái sự khao khát phát triển bản thân của mình cực kỳ mạnh, thì mình cũng đã loay hoay mình lại đi tìm tiếp. Và người ta và thường cả nhà nghe thấy rằng là khi mà mình ham học thì người thầy sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Và mình đã lướt, vô tình lướt Facebook và ghé qua một cái tường Facebook mà mình rất là ấn tượng, đó là một cái tường mình phải gọi là với những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm chia sẻ lên, mình xem rất là chăm chú và mình thấy rất là hữu ích. Và mình có vào trang cá nhân mình xem trực tiếp những cái livestream cũng như cái video đó, chính là Facebook của người hướng dẫn của Bích Tuyết, đó là thủ lĩnh Trần Hằng. Mình rất là ấn tượng về cái vùng nguyên liệu, và sau khi mà nghe qua 3 đến 4 cái livestream trực tiếp phát lúc 12 giờ trưa của thủ lĩnh Trần Hằng về cái cách nhìn, cách xác định một cái công việc như là một cái công cụ để làm sao cho mình phù hợp nhất trong cái giai đoạn 4.0 đó, lúc đó là cũng đã là giai đoạn 4.0 nghe nhóm rồi, thì mình đã nghe rất là chăm chú và mình bắt thấy, nhận thấy rằng là
có rất là nhiều những cơ hội, những công việc tuyệt vời, rất là tốt, nhưng mình phải chọn làm sao cái cơ hội, cái công cụ nó phù hợp với mình. Thì Tết đã tự cho bản thân mình tìm hiểu cái cơ hội Sibori từ thủ lĩnh Trần Hằng, và sau quá trình mà mình tìm hiểu cũng như là quyết định trải nghiệm cái đơn hàng đầu tiên cho bản thân mình và hai bé sinh đôi, thì mình đã quyết định hợp tác cùng với tập đoàn chăm sóc sức khỏe Sibori. Và cái ước mơ, cái mong muốn của mình á, khi mà mình nghe qua cái cơ hội về Sibori thì mình đã rất là nung nấu rằng là mình sẽ phải làm một cái điều gì đó nó mạnh mẽ hơn những cái mà mình đã làm trong suốt thời gian 3 năm qua mình làm online đấy, mình để mình khẳng định bản thân mình. Tuy nhiên cả nhà, cái gì thì cái nó cũng phải là một quá trình đó. Và bản thân mình biết từ một mẹ bỉm sữa không mối quan hệ tự sống khép kín lại, và đến với Sibori là một con số âm, đến với Sibori là một con số âm. Mặc dù rất là nhiệt huyết trong vòng 3 năm của online, tuy nhiên 3 năm đó thì mình muốn các bài học thì mình đã phải trả giá, và những cái giá không giống như là ngồi trên ghế nhà trường, đó là những cái điểm thấp hay là điểm trung bình đâu cả nhà, hay là điểm khá điểm giỏi, mà nó trả giá bằng chính cái tài chính của mình, trả giá bằng chính cái công sức, chính cái nhiệt huyết của mình bỏ ra đấy, mà mình đã không đạt được cái thành công như mình mong muốn. Vậy thì ở Sibori giai đoạn đầu của Bích Tuyết là lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm, do bản thân của mình chưa kiên định, là chưa tin vào, tức là trải qua cái những cái vấp ngã trong quãng thời gian 3 năm đó, thì bản thân mình mặc dù nhiệt huyết có, tuy nhiên cái cách làm thì mình đã chưa rót hết tất cả những cái mình đã biết của cái môi trường cũ, của cái môi trường 3 năm kinh doanh online cũ mà mình đã lồng ghép vào đó, dẫn tới là cái thành công của mình nó không nhanh được như các anh chị em mà đang đi với tốc độ hiện nay. Đấy, tốc độ hiện nay thì tôi nhận thấy rằng trong F69 khi mà đã có công thức 6 bước đi 9 bài học thì mọi người đang đi rất là nhanh. Thì chia sẻ với cả nhà là lúc đó ấy, thì những cái mà kéo tuyết lại đó là mình vào đây để làm gì, mình tại sao mình chọn công việc này. Khi mà mình nhìn thấy đích đến, và của những Hồng Hạnh có hỏi là ước mơ của em là gì, khi mà mình trả lời được ước mơ của mình trong vòng 3 tháng mới trả lời được câu hỏi này cả nhà, không chỉ đơn thuần là một câu hỏi đâu ạ. Đó, và thủ lĩnh người bảo trợ của mình đã luôn luôn hỏi rằng là ước mơ của em là gì. Khi mà Tuyết đã trả lời được câu hỏi này thì tất cả những câu hỏi khác trước đó của thủ lĩnh Hồng Hạnh, của thủ lĩnh Trần Hằng mà Tuyết muốn rời nhóm, Tuyết muốn out ra khỏi Zoom, thì Tuyết đã tự mình trả lời được cho mình những câu hỏi đó. Và khi mà con đường đã thông rồi, khi mà tất cả mọi thứ mình nhìn thấy đích đến, thì cái con đường của mình nó rất là rộng mở cả nhà, rất là rộng mở. Thì lúc đó nguồn lực ở mọi nơi bắt đầu hội tụ, và những cái nguồn lực mà Tuyết vô cùng là biết ơn và trân trọng đó. Và như ngày hôm qua thôi ạ, là một cái cảm xúc vô cùng là hạnh phúc đó, khi mà mình ôm người cô, người thầy, người truyền cảm hứng, mà cái người mà luôn luôn mình thần tượng nhưng mình không dám nhà, khi ngồi trên ghế giảng đường của trường cao đẳng mà mình không dám, mình chỉ thần tượng từ xa thôi, nhưng hôm qua được ôm trực tiếp, được cảm nhận tình cảm đó, những cái cảm xúc nó ùa về, và những cái anh chị em đồng đội từ khắp mọi miền trên tổ quốc, đặc biệt là đại dịch Covid như vậy, có thoáng buồn qua một chút là thủ lĩnh của mình không sang được, hướng dẫn của mình không sang được, nhưng bù lấp vào đó, đó là những cái tình cảm của những anh chị em đồng đội Thailand mà như anh em một nhà, khiến cho Tuyết cảm nhận rằng là đây đúng, đây là một cái gia đình lớn của mình, một cái gia đình mà yêu thương hết mình, cho đi hết mình đó, từ rất là nhiều những cái mà bây giờ để chia sẻ với cả nhà thì nó tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không kìm được cảm xúc nữa, mà ngày hôm qua đã vô cùng là cảm xúc rồi, thì tôi đã gói trọn vào cái tình cảm của mình trong một cái bài viết, tuy rằng nó sẽ không lột tả được hết cái cảm xúc, cái lòng biết ơn, cái sự tri ân của mình đối với đồng đội, đối với lại những anh chị em bạn bè trong Sibori đã đồng hành, đã hỗ trợ, đã giúp đỡ Tuyết để có một cái buổi hôm qua cực kỳ là thành công, như là một cái ấn tượng mà không thể nào mà Tuyết quên được. Đó, rất là nhiều những cái cảm xúc, và để có được cái cảm xúc đó thì để ngày hôm nay Tuyết chia sẻ cùng với cả nhà cái quãng thời gian mà Tuyết nhìn lại để mà Tuyết tham gia cũng như là Tuyết đồng hành cùng Sibori, thì Tuyết rất là cảm xúc. Mà khi mà mình đã hội tụ được, khi mà cái khát khao, cái mong muốn của mình đủ lớn rồi ạ, thì cái nguồn lực của mình, mọi sự
giống như trong bản tuyên bố tuyển dụng đúng không ạ? Tôi tuyển dụng những người mạnh mẽ hơn mình, những người giỏi hơn mình, những người xuất sắc hơn mình. Đó, thì ngày hôm nay tôi cảm nhận được rằng là trong đội ngũ của Bích Tuyết ạ, Bích Tuyết là một con người vô cùng là nhỏ bé trong đội ngũ của mình. Đó, tại vì đội ngũ của mình tập hợp của những đại bàng tâm tầm tài. Đó, những con người mà yêu thương hết mình, cho đi hết mình. Và một cái tinh thần đoàn kết vô cùng là lớn. Mà một cái con người nhỏ bé như Bích Tuyết mà đứng giữa một cái sự tình yêu thương bao la vô bờ bến như vậy thì bản thân mình cảm thấy rằng là không ai có thể hạnh phúc hơn Tuyết được trong cái giờ phút đó. Và đến thời điểm hiện tại, và khi mà mình nhận thấy rằng là cái tình yêu mà mọi người dành cho mình ấy, thì cộng với đó là một cái trách nhiệm. Và cái trách nhiệm này thì Tuyết tự bản thân mình cho mình một cái quyết định, cũng như là cho mình một cái cam kết, đó là phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, phải làm sao giúp cho